GSK công bố loại thuốc chống được tất cả các đột biến của Omicron. Nhà sản xuất thuốc GSK của Anh cho biết liệu pháp COVID-19 dựa trên kháng thể của họ với đối tác via Biotechnology của Mỹ có hiệu quả chống lại tất cả các đột biến của biến thể Omicron. Theo các dữ liệu từ nghiên cứu ở giai đoạn đầu, GSK cho hay phương pháp điều trị của công ty có tên là Sochovimab có hiệu quả chống lại tất cả 37 đột biến đã được xác định trong protein gai của biến thể Omicron cho tới nay. Vào tuần trước, Dữ liệu lâm sàng khác cho thấy, thuốc của GSK Vir chống lại được các đột biến chính của biến thể Omicron, Sotrovimab, có thể bám vào protein gai trên bề mặt của virus SARS-CoV-2. Nhưng biến chủng Omicron được phát hiện có số lượng đột biến cao bất thường trên protein đó. Các dữ liệu tiền lâm sàng này đã chứng minh tiềm năng của kháng thể đơn dòng của chúng tôi. Trong đó, có hiệu quả chống lại biến thể mới Omicron cùng với tất cả các biến thể khác mà Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định cho tới nay. Giám đốc khoa học của GSK đã cho hay. Trên đây là công bố của GSK và Reuters cho biết, những thông tin này chưa được thẩm định bởi các nhà khoa học khác. Trong một diễn biến khác, số ca tử vong do COVID-19 tại Nhật Bản đang giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng trở lại đây, trong khi số ca mắc giảm mạnh. Hãng tin Bloomberg cho biết, 6 ca tử vong được xác nhận ở Nhật Bản trong tuần qua và đây là mức thấp nhất ở nước này kể từ tháng 7 năm 2020. Số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản đã giảm từ 25.000 ca trên một ngày trong tháng 8 năm 2021 xuống còn dưới 200 ca trên một ngày trong 3 tuần qua. Hiện tại, chưa rõ hoàn toàn lý giải tại sao số ca mắc và số ca tử vong của Nhật Bản vào cuối mùa hè và đầu mùa thu lại giảm đáng kể như vậy. Một trong những nguyên nhân được cho là chiến dịch tiêm chủng COVID-19 toàn diện của nước này đã hơn 77% trong số 126 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ tính tới ngày 6 tháng 12. Ngoài ra, người Nhật Bản vẫn đeo khẩu trang thường xuyên dù số ca mắc thuyền giảm.